Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của em Thủy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Em có bán lẹ không? Dáng cũng đẹp đẹp ha. Chào em. Dạ chào anh Tuấn. Em giới thiệu mình về địa chỉ mình ở đây đi. Rồi, em xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Mai Vàng Quê Dừa ha. Hôm nay em tên Thủy ở Xuân Đông Chợ Gạo Tiền Giang. Hôm nay em có về lô mai phôi. Giá rất là phải chăng, đế đẹp nữa. Rất thích hợp cho cô chú anh chị mà giờ mình mua về ghép và chơi lại ha. Mong cô chú anh chị xem ủng hộ em cảm ơn ạ. Hình thức ở đây mình sao đây? Rồi, hình thức bên đây hiện bán là giá đã bao gồm bao sóng bao ship cho mình nha. Bao sóng bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi. Rồi mình vào cây đầu số tiên. Một. Rồi, đây. Mã số 1. Dạ rồi, đây mình anh. Cho chiều cao trước nhưng Thủy. Rồi. Dạ, chiều cao là 37 anh. 37 vô hoành luôn. Rồi, hoành là 13 nha. Rồi, xe luôn. Rồi, để cái này gì? Mã số 1 giá 300 nghìn nha. Mã số 1, 300. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 2 luôn. Rồi, đi vô. Mã số 2. Mã số 2. Anh đưa cái viết cái người ngoài ghi trước đi. Dạ rồi, đây rồi. Anh. Rồi, chiều cao luôn. Dạ rồi, chiều cao là 38 nha. Rồi, hoành luôn em. Dạ, hoành 17 ạ. Rồi, xây luôn, quý vị ngắm nghe kỹ nha. Năm ơi. Để đây quý vị. Dạ, đây. Rồi, giá luôn như đem. Dạ, 230 ngàn. 230 ngàn, rồi. Dạ, xuống cây. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là 74. Rồi, vô hoành luôn em. Dạ, hoành của mình 17 nha. Rồi, xây luôn, 17 hoành. Em giao lưu với giá 250 ngàn. Rồi, để luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo, số 4. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 64 luôn. Rồi, vô hoành luôn. Hoành thì 17. 17 hoành, rồi, xây luôn em. Rồi, em giao lưu với giá 370 ngàn nha. Từ từ, đừng xe nhanh quá, coi chóng mặt, cứ xe tiếp đi em. Thì tốc độ vừa phải, rồi. Rồi, rồi đây là nguyên con thú đẹp ha. Rồi, xuống cây. Mã số 5 luôn. Chiều cao luôn. Rồi, cao là 38. Rồi, vô hoành luôn. Dạ, hoành là 16. Rồi, xe luôn em. Rồi, em giao lưu với giá 300 ngàn ha. 300. Rồi, xuống cây. Rồi, bắt đầu mình qua lô ha. Vô lô luôn. Dạ rồi, số 6 là lô. Lô 3 cây. Lô bao cây. Bây giờ em đo trước một cây mẫu ha. Một cây thôi. Dạ rồi. Mã 43. Lộn, cao là 43. 43. Rồi, hoành. Dạ, hoành 11. Rồi, mấy em này thì con hoành cũng ngang ngang với nhau cỡ à. Đây, rồi. Đế nè. Em giao lưu với giá 300 ngàn ha. 300 ngàn, 3 cây luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số rồi. 7 luôn. Đây, mã số 7 thì lô 4 cây. 4 cây luôn. Dạ. Cao 39. Rồi. Hoành 10 nha quý anh chị. Rồi, xây luôn. Lô rồi. Này cũng là 300 ngàn luôn nha. 314 dạ. Cây luôn. Mà bao sóng bao ship luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi, xuống cây. Mã số 8 luôn. Rồi. 8, em đó cao. Dạ, 48 nha quý rồi, chị. 48, 4 em này dán tựa nhau ha. Dạ. Đó hảo cây thôi nha quý vị. Dạ, hoành 9 nè. Rồi, 9. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, dạ, lô đây. Này 4 cây cũng 300 ngàn luôn ạ. Nghe kỹ nha. Dạ, đúng rồi. Cũng đẹp quá nè. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cũng là lô 4 cây nha quý anh chị. Rồi, mã số này số 9. Dạ, dài là 36 ạ. Rồi, hoành luôn. Dạ, hoành 12. 12, xây luôn. Vậy nghe kỹ nè, chậm nha em. Dạ, okay, mình nhiều lô 4 cây này cũng là 300 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 10.
Rồi, chiều dạ đây cao. 43 ạ. À, 43. Dạ quanh 10. Rồi, xe chậm chậm cho quý vị nghe kỹ nha. 4 cây cũng 300 ngàn luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, 300. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 11. 11. 4 cây luôn. Dạ rồi, cao 35. Rồi. Dạ hoành 11 luôn cô chú anh chị. Rồi, xe xây luôn. Để luôn. Đó, gì nghe để cũng đẹp đẹp không nè. Dạ. Rồi, giá luôn như thế em. Dạ cũng 300 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. 300 luôn, mã số 11. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là lô 2 cây ạ. Mã số 12. Rồi, cao nó luôn. Dạ cao 26. 6 cao. Hoành 14 cô chú anh chị. Rồi, xe xây luôn. Hai cây này cũng giá 300 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, như đây kỹ nha. Dạ đây. Rồi, xuống cây. 13. Tiếp theo cho mình mã 13. Hai cây. Hai cây. Dạ cao 48. Rồi. Hoành 14 cô chú anh chị. Rồi, xây xây luôn. Nghĩ kỹ đấy nha quý vị. Hai cây này với cũng là giá 300 ngàn luôn ạ. Hai cây 300 luôn. Rồi, xuống cây. Số 13 rồi, hay giờ 14 ha. Dạ. 14, cao 27. Hoành luôn. Dạ, hoành 17 của chú anh chị ơi. Rồi. Hai cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 300 ngàn luôn. Nghe kỹ đấy nha. Rồi, xuống cây. 15. Dạ cao 30. Rồi. Dạ hoành 14. 14. Lô 2 cây cũng giá 300 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. 16. Dạ cao 41. Rồi. Hoành luôn. Dạ hoành 12. Rồi, xây xây luôn. Gì như đấy nha. Dạ, hai cây cũng 300 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo 17. Rồi, cao 30. Rồi. Hoành 12. Rồi cũng 300 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. 300 luôn. Rồi, xuống cây như đồng giá 300. Dạ đúng rồi, đồng giá 300 hết. 4 cây cũng 300 mà 2 cây cũng vậy. Đồng giá 300. Đúng rồi, cao 45 mà. 18. Hoành 11. Rồi, mã nào cũng 300 hết. Hoành bên đây bự hơn nha cô chú anh chị. Rồi. Đây. Rồi. Để con viên cái nè ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Mã số 19 luôn. Cao 50 nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành 13. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, vô đế luôn. Cũng 300 ngàn cô chú anh chị ơi. 300, mã số 19. Rồi, xuống cây. 20 luôn. Rồi, cao 32. Rồi. Hoành 14 nha cô chú anh chị. Xây xây luôn. Rồi để luôn nha quý vị. Đây mã 20. Cũng là 300 ngàn. Rồi xuống cây. 21. Dạ rồi. Cao 49. Rồi hoành. Dạ hoành 11. Rồi cây nhỏ đó nha quý vị. Đây là cây nhỏ còn cây này bên đây là bự hơn nha cô chú anh chị. Cái đo quý vị hào hào cây thôi ha. Cũng 300 ngàn. Cũng bự quá nè. 300, số 21. Rồi, xuống cây. 22, dáng giống quá ha. Rồi, hoành lộn cao 27. Rồi. Dài, hoành 14 ạ. Rồi, xoay xoay luôn. Dáng đây đã cũng nhìn cũng viên quá nè. Số 22.
Rồi xuống cây đồng giá cái gì đây, mã số nào cũng 300 hết, cao 35. Rồi mã số 23 nha quý vị, quạt 13. Rồi xây xây luôn gì nghĩa đế nha. Rồi xuống cây số 24 luôn. Rồi cao 37 luôn. Rồi quanh dạ quanh 12. Rồi xây xây chú gì ngắm ghé nha. À. Rồi xuống đế của gì đây, rồi xuống cây mã số 24. Rồi. Tiếp theo mã số 25 luôn. 25. Cao 22. Quanh 12 cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi, xây xây luôn. Mã số 25. Rồi. Rồi, xuống cây. Xuống cây. Mã 26 luôn. Rồi mã số 26. Rồi mã số 26 này giá khác nha quý vị. Rồi mã 26 này là 50, chiều cao là 53. Rồi đồng giá 300 hết rồi nha, giờ tới đồng giá 400 nha quý vị. Không sợ hả? Rồi hoành 15 rồi. Luôn cô chú anh chị. Rồi giờ báo giá sau đây từng mã thì giờ nãy là 300 ấy, rồi. Dạ giờ rồi. Báo cái này là 400 nha. Mã 26 giá 400.000. Đế bự, đế đẹp hơn, hoành to hơn. Đó. 26, 400. Rồi, xuống cây. Rồi, số 27. 27 mình trở lại 300 ngàn của chú ơi. Cao 35. Rồi, hoành 11 ạ. Rồi, xây xây luôn. Rồi, này 300 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, 28. 28 cao 40. Nãy có thằng chen vô cây 400 ha. Hoành 15 của chú anh chị ơi. Rồi. 300 ngàn thôi. Đó. 300. Này mã số 28 anh. Rồi. Xuống cây. Rồi lên 29 luôn. Cao 53. Rồi. Hoành 13 của chú anh chị ơi. Rồi. Đây 300 ngàn nha cô chú anh chị. 29. Rồi xuống cây. Nãy giờ có lô 400 à. 300. Rồi sót vô. Rồi mã số. Rồi mã số 30. Cao 35. Rồi. Dạ hoành 14. Xây xây luôn. 300 luôn. 300 ngàn. Rồi xuống cây. Lên 31 luôn. Cao 44. Rồi. Hoành 15. 15. Em này có 300 ngàn nha cô chú anh chị. Đi quái quá ha. À, quái quá nè. Có gì cà na luôn. Mã số 31. Rồi. 300 ngàn. Xuống cây. 32. 300 luôn. Cao 35 nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành 12. Rồi đó. 300. Đó hạ ông cây thôi nhưng cái gì? Có mã số 32 300 ngàn. Đó rồi. Rồi, xuống cây. 33 lên luôn. 300 luôn. 300 luôn. Cao 30. Rồi. Hoành. Quanh 14. 14. Rồi để là quý vị 300 nha cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 34. Vẫn là 300. Cao 50. Tại nãy có chọt vô cái mã 4. Quanh 14 cô chú anh chị. Rồi 300 ngàn. Rồi để đây gì nhớ kỹ nha. Đó, 300 ngàn hai cây luôn, bao sống bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. 300 luôn. Rồi mã số 35. Cao 58. Rồi quanh 12. Rồi
300.000 nha quý anh chị. Để quý vị ơi, mã số 35 vẫn còn 300 luôn. Rồi, xuống cây. 36 luôn. 36. Đây, cuối cùng của 300.000. Cao 38. Hoành 11. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để đây. 300.000. Để cũng đẹp luôn. 300.000 hai cây luôn. Rồi, xuống cây. 37. 300 hết rồi phải không? 400 hết rồi anh, giờ qua 400 không nha anh. Không có 300 hết, bây giờ qua 400. Hết rồi, bây giờ qua 400. Hồi nãy còn có mã số nó chen 400 như quý vị. 36. Rồi. Hoành 14. Rồi quý vị nghe kỹ nha, nghe kỹ nha. 400 nha. 400. À, 400 hai cây. Rồi, xuống cây. Đẹp ha. Với 400 nhìn nó đẹp hơn 300 ha. 400. Cao 60. Rồi. Hoành 15. Rồi, xây xây luôn. 400 đẹp hơn 300 ha. Rồi, cũng bự hơn luôn ha. Đó. Rồi, xuống cây. Mã số này 38, tiếp tục 39 luôn. 39 cũng 400 luôn. Cao 60. Hoành 16. Rồi, xây xây luôn. 400 luôn ha, để luôn quý vị. Số 39 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Số 40. 400 luôn. Cao 50. Hoành 16. Rồi, xây xây luôn em. 400.000. Để dưới con cặp kẹo dưới trần. Chân chống chân chịu có đủ ha. 400 hai cây mai đẹp như vậy luôn. Đó, giá yêu thương luôn, giá rẻ làm quen luôn, tiếp đầu tiên ha. Rồi, xuống cây. Rất mong quý vị mình ủng hộ nhiệt tình nha quý vị. Tiếp đầu tiên của em Thảo ha. Rồi, 40. Em thủy với lộn. Cao 40. Dạ, hoành 13. Rồi, em thủy mà nhớ em Thảo nào không. Dạ, 400 nha quý vị ơi. Rồi, 400. Rồi, xuống cây. Rồi, cây cuối cùng. Mã số 42, mã số cuối clip. Dạ, cao 32. Rồi, vô hoành luôn. Hoành 14 rồi. Rồi, xế xây, để đẹp quá ta. Mã 42, à, mã cuối cùng 400.000. 400.000, bao sóng bao xếp châu gì toàn quất luôn. Mã số 42 cũng là mã số cuối clip hả em? Dạ, đúng rồi anh. Rồi, cuối clip có trả lời giống nó không em? Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem clip và mong cô chú anh chị ủng hộ cho em. Em cảm ơn ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.